Không biết là khi mà tình trạng táo bón ở trẻ kéo dài như vậy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể của trẻ? Khi mà con bị táo bón thường xuyên á, thì nhất là con sẽ đau bụng, con sẽ thường xuyên tha là mẹ ơi con đau bụng quá ha, rồi con sẽ sợ đi tiêu, rồi và cái biến chứng thấy hay gặp nhất á, là trẻ con hay nói là đứt con bị thương rồi, là do là con đi tiêu cái khối phân quá cứng á, nó làm nứt cái hậu môn làm chảy máu ha, rồi nó kéo dài nữa thì nó sẽ làm cho bé phải thường xuyên rặn táp được ở bụng và làm những cái mạch máu ở chỗ cái vùng hậu môn nó yếu, nó bị phồng lên, nó gọi là trĩ, đó tình trạng bị trĩ, rồi nếu mà trĩ nó nhiễm trùng và bên cạnh cái nước hậu môn đó rồi có thể là nó làm thành cái dạng áp xe rồi mạch lương vân vân. Rồi nếu mà tình trạng táo bón kéo dài nữa thì trẻ sẽ thường xuyên đầy hơi và biếng ăn và trẻ sẽ có thể bị suy dinh dưỡng. Đó, thì đó là, và một cái nữa là những người táo bón này hay bị gọi là như sao, dễ tức giận, dễ nổi nóng, cáu bẩn, có thể dễ bực bội. Đây là một cái gọi là nó sẽ ảnh hưởng thường xuyên đến trẻ, cho nên là nếu mình phát hiện ra là con đang có nguy cơ bị táo bón là mình cần phải cố gắng là can thiệp ngay, sửa chữa ngay để những cái biến chứng không xảy ra. Dạ, xin được cảm ơn bác Thủy. Không biết là khi mà nghe bác Thủy chia sẻ thì chị Thu Hoài có những cảm nhận như thế nào ạ? Thật ra thì nghe cũng rất là sợ, tại vì mình cũng đã từng trải qua rồi mà, cho nên mình cũng rất là lo lắng là con mình có bị như vậy không. Nhưng mà thông qua đây thì cũng học hỏi được rất là nhiều cái kiến thức và có thể là áp dụng cho con mình trong những cái thời gian sắp tới. Và cũng chia sẻ với bác Thủy một chút xíu là thực ra là em là một nhân viên văn phòng, cho nên thành ra là cái thời gian ban ngày thì cũng khá là ít có thời gian để ở chăm sóc con, mà nói chung là cũng cho con đi học rồi cũng có bà ngoại rồi ba bé hỗ trợ thêm nữa, thì cũng mình cũng khá là bận rộn đó. Thành ra là cũng là may mắn thay thì có một người bạn giới thiệu là sử dụng sữa Morinaga, thì em cũng chỉ biết rằng là trong cái sữa đó là có lợi khuẩn gì đó hạn chế táo bón thôi, nhưng mà khi mà trộm vía là bé sử dụng xong thì cái tình trạng mà mặc dù bé đi mỗi ngày á, thì phân của bé là đã mềm hơn, và nhiều khi thì 2 ngày bé mới đi thôi nhưng mà phân bé cũng khá là mềm, thì mình cảm thấy con mình hợp sữa thì mình cảm thấy cũng rất là vui, bởi vì nói chung là phòng mình không cho con mình dùng thuốc, đó là một cái điều khá là may mắn rồi, còn con mình nó hợp sữa đó thì tốt quá. Dạ, vì đó cũng là một cái chia sẻ. Nhưng mà thông qua như bác nói về ví dụ như là em bổ sung trái cây hay là cho con ăn thêm rau, nhưng mà nhiều khi không đúng cách đó, cũng làm dẫn cho con bị táo bón, thì sau cái buổi live stream này thì chắc là em cũng học thêm được một khá cái kiến thức để có thể áp dụng cho con về bổ sung làm sao mà cho nó hài hòa và cho nó đầy đủ.